Vào ngày 19 tháng 7 năm 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương thông tin về việc có một văn bản giả mạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi đến một trường tiểu học thuộc tỉnh Bình Dương qua email. Trong văn bản này có nội dung yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện cập nhật mới ứng dụng VSSID 4.0. Song, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định cơ quan này không hề yêu cầu về việc cài đặt ứng dụng mới VSSID 4.0 đến Bảo hiểm xã hội các tỉnh. Đây là cái văn bản giả mạo nhằm đưa cái thông tin ứng dụng VSSID 4.0 mà kẻ giả mạo đã lập cái app lừa đảo nhằm đánh cắp cái thông tin của cá nhân, tiếp theo đó là đánh cắp cái tài khoản của cá nhân và chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại về tài chính cho người dân.